Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Cậu bé ăn xin kia quỳ dưới đất cầu xin. Xin hãy giúp đỡ ta đã không ăn cơm mấy ngày rồi. Thị vệ liền mắng. Cái tên xui xẻo dám cản đường chủ tử của bọn ta. Không cần mạng nữa sao. Đi mau đi mau. Ninh tiêu tiêu thấy thế thì nhíu mày. Đối xử với một đứa nhỏ như vậy cũng hung dữ quá rồi đó. Thị vệ tiếp tục mắng nếu còn không đi thì bọn ta sẽ cho ngươi nếm chút đau khổ đúng lúc này trưởng công chúa đi đến nói khoan đã sao có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy chứ thị vệ lập tức nói thuộc hạ biết sai rồi ạ à. hoa nô đến gần đứa bé hỏi sao để lại đi một mình cha mẹ để đâu đứa bé buồn bã đáp cha mẹ ta đều chết hết rồi hoa nô nghe thế thì giật mình quay đầu gọi trưởng công chúa như hiểu ý của hoa nô trưởng công chúa cười rồi hỏi đứa bé ngươi tên gì đứa bé đáp tiểu hải trưởng công chúa nói với đứa bé Ngươi không nhà để về sau này có muốn đi theo bọn ta không? Tiểu Hải lập tức đáp, muốn ạ. À. Thế là trưởng công chúa hỏi Lục Lâm Uyên, "A à Uyên, bổn cung cảm thấy hợp ý với đứa trẻ này muốn tạm thời nhận nuôi nó." Lục Lâm Uyên đáp, "Đây là chuyện riêng của bản thân trưởng tỷ, trưởng tỷ tự mình quyết định là được." Ninh Tiêu Tiêu vén rèm lên vẫy tay chào đứa bé. Đứa bé đỏ mặt đáp, "Tỷ tỷ này xinh quá." Lục Lâm Uyên thò mặt ra ôm lấy Ninh Tiêu Tiêu và nói, "Sinh chứ, là của chấm." Ninh Tiêu Tiêu trầm mặc rồi khinh bỉ đáp, "Chàng nói gì với một đứa trẻ vậy?" hoa nô nói với bé tiểu hải lên xe ngựa đi bọn ta có mang nhiều bánh ngọt ngon lắm thằng bé gật đầu rồi hỏi sau này ta còn có thể gặp được tỷ tỷ kia không hoa nô cười đáp được nha thế là đứa bé mỉm cười buổi tối trong tầm cung lục lâm uyên ôm ninh tiêu tiêu từ phía sau nói ngày mai không muốn thượng triều ninh tiêu tiêu liền chê càng ngày càng giống hôn quân rồi đó lục lâm uyên liền giải thích người ta muốn ở bên cạnh nàng nhiều hơn mà thế là ninh tiêu tiêu liền ấn tạm dừng thời gian rồi bảo với lục lâm uyên được rồi bây giờ chàng có thể muốn ngủ đến khi nào cũng được. sau một hồi có tiếng động vang lên, ninh tiêu tiêu nhíu mày, tiếng gì vậy? lục lâm uyên đáp chắc mèo hoang đó. rồi hai người giật mình, không đúng thời gian bị tạm dừng rồi, làm sao có thể phát ra tiếng động được? thế là lục lâm uyên liền ngồi dậy đáp, để ta đi xem thử. anh đi ra ngoài mở cửa ra kiểm tra thấy không có gì, rồi quay lại đáp ta không phát hiện ra thứ gì khác thường. ninh tiêu tiêu gật đầu, chắc cũng không sao đâu, chúng ta ngủ tiếp thôi. nàng sầm mặt nghĩ, lẽ nào còn có người khác không bị ngón tay vàng khống chế? Tự do hoạt động ở thế giới này, lát nữa phải đi hỏi tiểu thất thử xem, mà ở bên ngoài tiểu Hải đang mỉm cười đắc ý. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.